Bởi vì em cũng 500 ủng hộ với bà con ơi. Vâng, là nói đầu tiên thì Vũ Duy Minh cũng chào đến tất cả bà con mình. Và hôm nay thì Vũ Duy Minh cũng rất vui khi được đoàn Lotuso Minh Trung mời chị đây để phục vụ bà con mình. Thì sau đây Duy Minh cũng xin chúc cho anh chị và anh em trong đoàn như tất cả bà con mình ở đây luôn luôn được sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và hôm nay thì Vũ Duy Minh vì đây cũng thấy được trong mình lợi nhuận cũng như rất nhiều bà con. Thì chắc có lẽ là đoàn mới gì đây nên có nhiều bà con chưa biết nên chưa tới. Thì có bao nhiêu thì mình phục vụ đoàn anh em bà con để cho đoàn có kinh phí để mua ca sĩ về phục vụ cho bà con mình nha. Vâng, thì để không chờ bà con để chờ lâu thì Vũ Minh xin mời đến bà con và bà con cùng hát bài sáng tác của ca sĩ Tư Quang trong ca khúc được mang tên Phù Tình mời bà con cùng lắng nghe. Tình yêu ai thấu đã không còn lại gì.